Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Hòa Trị Miền Tây của mình. Bữa nay mình lại tiếp tục lên một số cá là hán giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào thì có thể chọn mua ủng hộ, kết bạn qua Zalo và hoặc tin nhắn nha. Đây số điện thoại mình có để ở trong clip. Đầu tiên mình sẽ quay mã K1. Bữa nay mình quay mã K nha anh em. Mã K1 giá 400k. Đây, con K1. Con K1 trâu rất là sáng luôn nha. Con này máu cam pha. Mấy con cam pha đời F thì cái đầu nó cũng khá to nha anh em. Còn mấy con cam pha cỡ F2 hoặc mấy con kinh cam pha thì mấy con đó đầu lên thì nói chung là hơi chậm nha. Còn mấy con đời F3 trở lên thì đầu nó tròn. Đây con này có cái đuôi ở phía sau có lên cam cam cũng rất là đẹp nha. Con này đầu tròn rất là đẹp luôn. Giá 400k. Con này size tầm 2 ngón nha nè. Con này size tầm 2 ngón. Nói chung là hơn 2 ngón tí á. Đây, 2 ngón tay của mình đây. Đây mình quay kỹ lại cho anh em xem nha. Tại vì mình quay thường quay cái vào ban đêm á, lúc ban đêm thì nó yên tĩnh, tại vì nhà cũng sát bên lộ xe. Ban ngày rất là ồn luôn. Nói chung mấy con này ship gần gần được nha anh em. Cỡ từ Đà Lạt trở về Cà Mau thì con lành nha. Còn mấy cái vùng ngoài xa hơn thì nó đi, nói chung mấy con cá mà hơn 2 ngón đi xa đó, cái đầu nó tuột rất là nhiều nha anh em. Do đó anh em nào ở xa mua cũng cân nhắc nha. Tốt nhất là mình nên chọn những cái chỗ nào gần gần mình mua cho nó tiện. Chứ nhiều khi mình gửi con cá ra nó xa quá thì nhiều khi về anh em thấy con cá nó nói con cá gửi không đúng cá nữa. Mình cũng ngại vấn đề đó nha. Đợt rồi có một bạn đặt một con cá cũng tầm 200. Mình gửi tới rồi bắt đầu cái chê con cá này nọ. Nó gửi không đúng con cá rồi xong chặn máy mình luôn. Không biết nghĩ sao luôn. Giống như là không có trách nhiệm gì với cái con cá mà mình đặt hết. Nói chung anh em nào đặt cá thì cá tới thì mình tranh thủ nhận nha anh em. Tại vì quá trình vận chuyển thì cũng khó khăn chứ không phải dễ. Tiếp theo mã K2. Mã K2 giá 170k. Con này cũng size cũng hơn 2 ngón nha. Con này cái đuôi hơi tặc nhẹ nha anh em. Con này phù hợp với anh em nào mới tập nuôi luôn. Đây, cái đuôi nó hơi tặc nhẹ tí thôi nha. Cái ngăn hồ của mình là một tấc. Con cá này nó quay ngang là muốn chặt luôn. Con này đầu đang lên rất là tốt, trâu cũng rất là sáng luôn. Giá 170k. Con này đuôi tặc nhẹ tí, không sao cả. Cái này mấy cái tặc bẩm sinh của nó nha. Cá ăn rất là khỏe luôn. Tiếp theo mình quay mã K3 giá 80k. Con này một con cá mái nha nè. Con này là một con cá mái. Con này size là hơn một ngón tí thôi nha. Anh em nào có cá trống thì mua mấy con này về kè luôn nha. Con này cũng chớm đầu. Con cá mái màu rất là đậm luôn nha. Con này chủ yếu là tông nó xanh nha anh em. Con này chỉ hơn ngón cái tí thôi nha. Con này giá 80k. Anh em nào có mấy con cá trống nào gọn gọn đó mình về mình mua cá mái gì kè rất là ngon lành luôn. Đối với những con cá to anh em nhận về thì mình định nên để nước thấp nha. Để nước thấp để oxy. Không có cho cá ăn vào ngày nhận và ngày hôm sau mình mới cho cá ăn lai gai thôi nha. Nói chung cá vận chuyển xa thì nó về rất là đường nên mình để oxy thôi.
rồi qua ngày hôm sau mình mở máy lọc. Nếu mà không có oxy thì bắt buộc cũng phải để máy lọc, nhưng mà để nước thấp thôi. Đây, đây mực nước tầm 1 gan thôi nha anh em. Anh em nào hồ nước cao quá thì mình hạ nước thấp thấp xuống, rồi vài bữa con cá mình nó quen mình hả cho nước lên cao. Tại nhiều khi con cá nó về nó mệt, mình không biết mình để vô nước cao thì con cá nó giống như nó bơi, nó chao đảo mất thăng bằng nha. Rồi anh em không biết cách xử lý cái khâu quan trọng, có khâu ban đầu nhiều thì cũng rất quan trọng nha anh em. Mã K4 giá 300k. Con này size cũng trọng trọng nha. Con này size tầm 2,5 ngón á. Con này rất là đẹp luôn. Giá 300k. Nói chung cái ngăn hồ này nó quay qua là chặt nè, anh em thấy nó chặt luôn nha. Trâu sáng cực kỳ luôn, đầu đang lên rất là tốt. Ở đây là mình ở Đồng Tháp nha anh em. Do đó anh em nào ở gần gần thì nên chọn mấy con cá lớn lớn được. Còn mấy anh em nào ở xa thì chọn mấy con cá nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ nữa, nói chung con nào cỡ 2 ngón chảy xuống nha. Mấy con này là size nó to. Mấy con này gửi xa đi nhiều khi cái quá trình vận chuyển nó không có tới giống như mình mong đợi nha. Nhiều khi mình nói ước lượng tầm 3 ngày, có khi 4 ngày đến 5 ngày nó mới tới nha. Những con cá bự thì nó sẽ đừ hơn nha. Tiếp theo mã K5. Mã K5 giá 200k. Đây, chẳng hạn như con này vận chuyển thì cũng tương đối, tại vì con này size cũng vừa dặn để ship nha. Mã K5 giá 200k, con này size tầm 2 ngón. Đầu đang lên rất là tốt, trâu sáng đuôi xè luôn nha. Đây, anh em nào thích chơi trâu chọn con này nha, mũi đuôi tuyệt vời đẹp nha. Trâu sáng, sáng xanh luôn nha anh em. Mã K5 giá 200k. Tiếp theo mình qua mã K6 nha. Mã K6 cũng đồng giá 200k. Con này cũng đẹp tuyệt vời luôn nha. Đầu đang lên rất là tròn, đuôi xè khít luôn. Đuôi trâu sáng rất là đẹp luôn. Đối với mấy con này anh em nào muốn lên đầu to thì mình chủ yếu là cho qua cái hồ rộng nha. Hồ rộng cho ăn tép, kích tép, thúc tép nhiều vô. Mấy con này ăn tép nhiều lên đầu rất là nhanh. Hồ rộng tốt nhất là ban đêm mình nên bố trí một cái cây sưởi nha. Cỡ này mưa nhiều mình ghim sưởi qua ban đêm, ban ngày mình rút điện ra. Kế tiếp mình quay mã K7 giá 150k. Con này nó đang trốn đâu mất tiêu rồi. Chui ra, con này tại cái ngăn này đây quá chặt nha anh em. Nó chui vô nắp vô cây sưởi à. Đối với mấy con cá mà nó về hồ mới á, thì nó thường nó nhát nha anh em, cứ để cậy nó, chừng nào nó đói thì nó lội ra. Một số anh em mới nuôi cá thường hay thắc mắc cái vụ đó nha. Tại vì một con cá mà đem về cái hồ lạ chắc ăn nó phải nhát rồi, không có đường nào mà nó dạng liền được rồi. Cũng có con dạng nữa mà hiếm lắm, trừ phi là cái nước đó nó ổn định, nó tương tự môi trường nước nó đang sống thì nó sẽ rất là dạng luôn, với lại quá trình vận chuyển ngắn nha. Con này cái mang nó hơi bị hóp nhẹ nha nè, hóp nhẹ tí thôi. Đây anh em nhìn coi nha, bán cho anh em siêu tầm hoặc anh em nào mới tập nuôi mua mấy con này dễ chơi rồi, 150. Mã K7 giá 150k nha nha. Đây. Giá 150k, mang mấp nhẹ tí.
do là mấy cái tặc là mấy cái tặc bẩm sinh nha, không sao cả, ăn rất là khỏe luôn, cá lớn size tầm 2 ngón nhà màu đang lên, giá 150k mã K7. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số mấy con cá khác cho anh em chọn luôn. Kế tiếp là mã K8, mã K8 giá 220k. Đây con này size hơn cũng hơn 2 ngón nha, cá rất là sung luôn. Trâu sáng nha. Cho ăn thử một con tép luôn. Bộ trâu này rất là đẹp nha nè. Giá 220k mã K8. Tiếp theo mình qua mã K9, giá 120k. Anh em nào mới tập nuôi mua mấy con này về trải nghiệm nha, tại giá cũng khá rẻ. Mấy con này thì đầu nó chớm lên thôi, nói chung mấy con này đầu lên chậm nha, màu gần ghi rất là đẹp luôn. Con này size cũng tầm 2 ngón nha, cá sung khỏe. Mã K9 giá 120k, hoặc anh em nào muốn mua cá về kè thì nên chọn mấy con này nha, tại vì mấy con này về nó kè rất là mạnh luôn. Mã K9 giá 120k. Tiếp theo mã K10. Đây con này cái mang nó dài quá, nó hơi dảnh tí nha nè, do chắc nhỏ là bị thiếu oxy á, lúc nhỏ nuôi con bị thiếu oxy, mang hơi dảnh đều hai bên này. Giá 150k về cho anh em siêu tầm, hoặc anh em nào mới tập nuôi mua cái con này luôn cũng được luôn. Được cái đầu tròn vo luôn, mắt màu vàng luôn. Con này size cũng tầm 2 ngón nha, cá ăn rất là khỏe luôn. Kế tiếp mã K11. K11 giá 150k. Con này thì nó chỉ được cái màu thôi, để trâu thì cũng tương đối nha, không có nhiều. Anh em nào thích màu thì chọn con này nha, giá 150k. Đây cho ăn tập cái bụp liền. Size cũng tầm 2 ngón nha, mấy con này mình đi sơ qua nha nè. Tại điện thoại cái này quay nhiều quá nó tắt bất tử không biết đường rồi. Hình như chuyến rồi mình quay cũng gần hết clip rồi đầu cái nó tắt ngang luôn. Mà cũng may quay hết clip. Tiếp theo mã K12 giá 140k. Mấy con này thì phù hợp với anh em nào mới tập nuôi, mình nên chọn mua mấy con này thôi. Thứ nhất là cái đầu nó cũng đang lên, quá trình vận chuyển thì nó sẽ xịp tương đối thôi, nó không có xịp nhiều như mấy con đầu to thì vận chuyển xa thì nó sẽ xịp nhiều nha anh em. Tại con này đầu nó lên tương đối. Con này giá 140k, gần ghi rất là đẹp luôn. Size cũng tầm 2 ngón nha. Nói chung mấy con cá nào mà mình quay mình bán thì có mấy con đó đang biểu hiện rất là tốt mình mới quay nha. Có nhiều khi mà một con cá mà nó ăn yếu hay là sao đó mình cũng không dám quay nữa. Nếu mình quay cho anh em về mới tập nuôi mà gặp mấy con cá mà ăn yếu thì nuôi mau nản nha. Mã K13 giá 250k. Con này bộ trâu tuyệt vời luôn nha. Con này mặt rất là ngầu nha anh em.
này đuôi phía dưới nó đang bị gách nha, do cắn lộn. Mấy con này mình hay bỏ ra ngoài cái xô, mình hay quay chung với mấy con cá kia, cái sung quá là nó hay cắn. Đây mã K13 giá 250k rất là đẹp. Em nhìn cái bộ mặt đó, rất là ngầu luôn nha. Con này mà nó cự lên nhìn cái hầu với cái ngực nó rất là ngầu nha. Bộ trâu con này rất là đẹp luôn. Kế tiếp mã K14. K14 giá 180k. Mỗi con mỗi vẻ khác nhau nha. Bộ trâu con này nó ánh vàng vàng nha nè. Anh em nào sưu tầm mấy con cá trâu thì nên chọn mấy con này nha. Đây con này thì nó ánh bạc, con này nó ánh vàng. Anh em thấy hai bộ trâu nó nhìn khác nhau. Con này đuôi nó đỏ nha, đuôi đỏ, mắt cũng đỏ luôn. Tiếp theo mã K15 giá 180k. Con này mắt vàng. Con này bộ mình nó muốn đỏ hết nè anh em. Mấy con ghét này anh em nào chưa có thì chọn mua nha. Con này mình nếu mà nó chịu lột nó ra nguyên đỏ hết nguyên con là tuyệt vời luôn. Nhầm con nha, nhầm con nó bị chết hoặc nó bị cắn lộn hay gì thì nó sẽ lột nguyên cái bộ mình ra rất là đẹp nha. Mã K15 giá 180k. Con này đỏ rất là nhiều, đỏ gần hết mình luôn. Con này anh em nào chịu khó nuôi thời gian có thể là nó đỏ hết luôn. Tiếp theo mình qua mã K16 giá 200k. Con này máu hay tông. Con này đầu nó đang lên nha, anh em về chịu khó thúc tép thêm nha. Mấy con này đầu lên chậm nhưng mà được cái lên chậm mà chắc nha. Con nào lên nhanh thì quá trình vận chuyển thì nó sẽ tuột nhanh hơn nha. Lên nhanh thì có thể tuột nhanh, lên chậm thì tương đối an toàn. Đây phía sau màu cam đang phát triển cũng khá tốt nha. Đuôi to xè. Mã K16 giá 200k nha. Con này size tầm cũng tầm 2 ngón luôn. Tính ra cá la hán bây giờ nó rẻ hơn mấy con cá beta nữa nha. Mấy con beta một con đẹp đẹp cũng tầm 300-400. Kế tiếp mình quay liên tiếp ba con nha, tại ba con này có giá giống nhau nè, 17, 18 và 19, đồng giá 140k một con. Mấy con này mình đi sơ qua nha. Mấy con nào anh em nào mới tập nuôi thì chọn mua. Anh em nào chọn mua thì mình cho địa chỉ nha, số điện thoại, tên người nhận, địa chỉ thì mình ghi đủ 3 đến 4 thông tin nha. Thứ nhất là tỉnh, thứ hai là huyện hoặc huyện rồi tới xã, ấp hoặc cái đường gì đó. Khi thiếu thông tin mình khó ship nha anh em. Phí ship tới nhà là 30k. Mã K17 giá 140k đây. Con trâu. Tiếp theo mã K18. 140k luôn. Con này nét mái nha anh em. Anh em nào có con trống nhà mình chọn con này nha anh em. Con này máu hay tông đẹp nè. Nhiều khi kiếm con cá mái mà to to vậy không ra nha. Giá 140k. Giá rẻ tuyệt vời luôn. Còn cái con bên đây là biểu hiện trống nha. Con
K17 trống nha, còn K18 con này mình mới coi kỹ rồi mình thấy con này con dán máy nha nè. Đây. Size tầm 2 ngón nha. Một con cá máy mà mình nuôi từ nhỏ lên đến tầm 2 ngón lơ mơ cái tiền mồi nó còn hơn cái tiền cá nữa nha. Do đó giá 140k quá rẻ. Đây kế tiếp K19. K19 giá 140k luôn. Châu sáng tuyệt vời. K19 giá 140k nha. Châu giáp mình luôn. Kế tiếp K20 giá 180k. Đây mã K20 đây. Đầu lên tương đối, đuôi có màu cam. Đuôi đang phát triển màu cam. Châu sáng. Dắt mình luôn nha. Mã K20 giá 180k nha. Và cuối cùng mình quay mã K21 luôn. K21 giá 180k. Con này rất là đẹp luôn nha nè. Đây. Kỳ cờ lộng lẫy luôn nha. Châu bệt. Nuôi khéo khéo là phủ đầu nha. Còn anh em nào nuôi hồ tối hù là con cá này nó lên đây hùi lùi luôn nha. Nói chung mấy con này anh em nuôi cái hồ sáng sáng tí nha. Phong xanh thì xanh lợt thôi nha, đừng có xanh đậm quá nha. Nhiều khi anh em về để nhâm thạch đồ dưới con cá nó nhát, hoặc mấy cái hòn non bộ đồ để dưới là nó nhát, nó chui đó núp luôn. Là con cá nó đang hùi lùi luôn nha. Hùi lùi là tụt màu á. Nói chung mình nuôi con cá nào mà mình chóc tay mà nó ngước nó nhìn là mấy con cá đó là nó đang dạng, đang có dấu hiệu lên đầu rất là tốt nha. Đây con K21 rất là đẹp nha. Anh em nào xem mình bật chế độ HD lên xem nha nè. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.